Hôm nay theo sự phân công của viện và cũng như của bộ môn tim mạch thì mình sẽ trao đổi mọi người về bài siêu âm tim trong thùng mạch tách động mạch chủ. Mục tiêu của bài này hôm nay sẽ là đầu tiên các bạn sẽ nắm được về vai trò của siêu âm tim trong bệnh lý động mạch chủ, cấp tính, cái chủ yếu là cấp tính và phân loại tách thành động mạch chủ cũng như các dấu hiệu phình tách động mạch chủ trên siêu âm qua thành ngực hay là trên siêu âm thực quản, cũng như các biến chứng mình phát hiện trên siêu âm bằng siêu âm thành ngực hoặc thực quản. Về bệnh lý động mạch chủ ở người lớn thì như các bạn nhìn thấy thì người ta sẽ chia ra, thứ nhất là hội chứng động mạch vành cấp tính AAS, thế bao gồm có ba thể chính, thứ nhất là tách thành động mạch chủ, hai là tụ máu trong thành động mạch chủ và ba là lách mảng xơ vữa động mạch chủ. Ngoài ra còn có một cái bệnh lý cấp tính nữa, đấy là chấn thương động mạch chủ, nhưng về cơ chế bệnh sinh cũng như là thái độ xử trí thì khác, thế cho nên là người ta sẽ xếp vào một cái mục riêng, và hôm nay trong cái nội dung bài này sẽ không đề cập đến cái phần chấn thương động mạch chủ. Và cái một cái phần nữa hôm nay mình sẽ nói đến là phình động mạch chủ. Thế còn ngoài ra những cái thể khác của bệnh lý động mạch chủ hay gặp người lớn, đấy là chấn thương động mạch chủ, hẹp eo động mạch chủ, xơ vữa thành động mạch chủ hay viêm động mạch chủ thì chúng ta sẽ, đấy là nội dung của những bài khác. Thế đầu tiên, cái nội dung đầu tiên chúng ta sẽ đề cập đến đấy là siêu âm trong tách thành động mạch chủ. Một cái cách phân loại về tách thành động mạch chủ các bạn đều quen thuộc, rất quen thuộc, đấy là có hai hệ thống phân loại. Là đầu tiên là chúng ta sẽ phân loại theo vị trí, mà có hai hệ thống phân loại song song chúng ta hay đề cập đến. Thứ nhất là phân loại theo Debakey hay là Stanford. Trong đó Debakey thì người ta quan tâm đến cái vị trí mà xuất phát của cái tách. Nhưng mà còn Stanford thì người ta không quan tâm đến vị trí tách, mà người ta quan tâm đến cái vùng động mạch chủ nào bị ảnh hưởng để tách thành động mạch chủ. Trong đó là nếu mà tất cả những cái tổn thương nào liên quan đến cái động mạch chủ lên thì người ta đều xếp vào Stanford A vào nhóm A và hay tiếp A, và những cái động mạch những tách thành động mạch chủ mà chỉ liên quan đến động mạch chủ xuống thì người ta phân vào tách thành động mạch chủ tiếp B. Phân loại theo Stanford là cái phân loại phổ biến nhất hay sử dụng trên siêu âm cũng như trong lâm sàng. Ngoài ra một cái mà người ta phân định đấy là về cái tính chất cấp tính của bệnh, thì nếu cấp tính đấy là bệnh khởi phát dưới 14 ngày, từ trên 90 ngày trở lên thì mạn tính, còn những cái trường hợp mà khởi phát trong vòng từ 14 đến 90 ngày thì người ta xếp vào nhóm bán cấp. Một cái cách phân loại khác nữa đấy là theo tính chất của tổn thương. Về nhóm 1 thì là tách thành động mạch chủ nhưng không có thông thương giữa lòng giả và lòng thật. Đến nhóm 2 là tụ máu trong thành động mạch chủ. Nhóm 3 là lách do nứt vỡ mảng xơ vữa. Và nhóm 4 là tách thành động mạch chủ có gây ra phình thành động mạch chủ. Nhóm 5 là do chấn thương hoặc sau can thiệp của động mạch chủ. Thế hiện tại theo cái quan điểm của các bác sĩ của các cái nhóm chuyên môn của Hoa Kỳ cũng như châu Âu thì người ta đề xuất là chúng ta nên phối hợp cả hai cái cách phân loại tách thành động mạch chủ theo vị trí hoặc tính chất tổn thương, tại vì như thế là sẽ cho ra được cái thái độ xử trí phù hợp nhất. Thế thì trong các cái loại thăm dò chẩn đoán của hội chứng động mạch chủ cấp thì chúng ta thấy là gì? Là có rất nhiều phương pháp để chẩn đoán, từ CT, chụp cộng hưởng từ, siêu âm tim qua thành ngực, qua thực quản hay là chụp mạch. Thì ở đây với nhóm siêu âm của chúng ta, nếu mà để cái vai trò để chẩn đoán thì nó với siêu âm thành ngực sẽ là cái lựa chọn đứng hàng thứ hai, và siêu âm thực quản thì là đứng hàng thứ ba. Đấy là để chẩn đoán xác định. Nhưng nó với để cho khi mà khi ngờ có tách thành động mạch chủ, để chẩn đoán tách thành động mạch chủ thì siêu âm thành ngực cũng như siêu âm thực quản đều có cái vai trò nhất định của nó. Với siêu âm tim qua thành ngực thì nó có những cái ưu điểm gì? Thứ nhất là nó sẽ an toàn, nhanh và dễ thực hiện, có thể thực hiện ở ngay trong phòng cấp cứu, ngay cái vị trí chúng ta đón nhận bệnh nhân. Và độ nhạy của siêu âm thành ngực trong chẩn đoán các cái bệnh lý tách thành động mạch chủ thì nó còn tùy thuộc vào cái vị trí xảy ra tách thành động mạch chủ. Nếu mà tách ở vị trí động mạch chủ lên thì cái độ nhạy của siêu âm thành ngực rất cao, là lên đến trên 78%, xấp xỉ 80%. Nhưng mà nếu mà là ở vị trí động mạch chủ xuống do cái hạn chế về cửa sổ siêu âm thì cái độ nhạy của phương pháp nó thấp hơn, là chỉ có từ khoảng độ 31 cho đến 55% thôi. Đấy là nói về độ nhạy. Nhưng nếu mà đặc hiệu, tức là chúng ta đã nhìn thấy những cái dấu hiệu của tách thành động mạch chủ, thì khi đó cái độ đặc hiệu của phương pháp chẩn đoán này lại cao hơn, cao rất nhiều
Ừ, lên đến trên 90%. Cho nên nó có cái giá trị để chúng ta đi chúng ta chẩn đoán. Chúng ta chẩn đoán ở ngay cái vị trí cấp cứu, ở ngay cái phòng cấp cứu khi chúng ta nghi ngờ, chúng ta có thể sử dụng siêu âm tim qua thành ngực. Tuy nhiên là nếu mà siêu âm tim hay qua thành ngực không tìm thấy những cái dấu hiệu để giúp chúng ta chẩn đoán là tách thành động mạch chủ, cũng không được phép là loại trừ là bệnh nhân này không có tách thành động mạch chủ. Thế, chút nữa ở trong cái các cái phác đồ, các cái bước để chẩn đoán thì chúng ta sẽ đi chúng ta bàn thêm là khi chúng ta đi chúng ta nghi ngờ tách thành động mạch chủ mà siêu âm thành ngực không cho giúp cho chẩn đoán thì chúng ta sẽ làm những cái bước nào. Còn với siêu âm tim hay qua thành ngực khi chúng ta sử dụng để đánh giá và chẩn đoán tách thành động mạch chủ, chúng ta thường sử dụng bốn cái mặt cắt cơ bản. Đầu tiên là mặt cắt trục dọc cạnh ức. Thế nhưng mà với mặt cắt này thì là mặt cắt ưu tiên cho động mạch chủ, cho nên các bạn ở cái vị trí cắt trục dọc cạnh ức điển hình, các bạn đưa đẩy lên một khoang lên sườn và hơi check đi một chút để làm là bộc lộ được động mạch chủ tối đa, toàn bộ từ gốc động mạch chủ cho đến càng được nhiều động mạch chủ lên càng tốt. Thì khi đó chúng ta sẽ quan sát được gần hết đến ít nhất là đến đoạn giữa của động mạch chủ lên. Mặt cắt thứ hai rất quan trọng đấy là mặt cắt trên họng ức. Thế và mặt cắt thứ ba là chúng ta sử dụng mặt cắt hai buồng từ mỏm nhưng mà check đi để quan sát động mạch chủ ngực. Khi đó là gì, cũng xu hướng là đưa hơi cao lên, đưa đầu giò hơi cao lên so với cả vị trí bình thường. Chúng ta để mặt cắt hai buồng, lấy mặt cắt hai buồng và đồng thời là gì, là chúng ta hơi check về bên tay trái, tại vì khi đó động mạch chủ xuống là nó cái vị, ở mặt cắt hai buồng mà quan sát động mạch chủ ngực này là đấy là chúng ta quan sát cái đoạn động mạch chủ xuống hay động mạch chủ ngực, cho nên chúng ta sẽ phải hơi đẩy cái đầu giò, hơi nghiêng đầu giò bên tay trái để quan sát được cái đoạn động mạch chủ xuống trong vùng ngực. Một mặt cắt nữa giúp chúng ta quan sát được cái đoạn cuối của động mạch chủ xuống cũng như một phần đầu của đoạn động mạch chủ bụng, đấy là mặt cắt dưới mũi ức. Ở trên hình này không thể hiện một mặt cắt thứ năm có thể sử dụng để chẩn đoán tách thành động mạch chủ mà đặc biệt là động mạch chủ lên, đấy là cái mặt cắt ở trục phải cạnh ức. Thế khi đó thì giống như cái mặt cắt ở vị trí chúng ta đặt cái đầu giò pedop sát với cả khoảng khoang lên sườn 2, 3 bên bờ phải xương ức, chúng ta check về bên tay phải. Tại vì chúng ta biết là gì ạ? Là động mạch chủ chạy vòng từ bên trái sang bên phải chạy xuống đúng không ạ? Xong lại chạy vòng từ bên trái sang bên phải lên trên xong vòng sang ngược lại về bên trái và chạy xuống. Thế cho nên nếu mà chúng ta lấy ở cái mặt cắt trục phải, trục dọc ở bờ phải xương ức thì chúng ta phải hơi lệch tay về bên phải, chúng ta sẽ quan sát được cái đoạn đầu và đoạn giữa cũng như đoạn cuối của động mạch chủ lên. Đây là minh họa các cái hình các mặt cắt trong siêu âm thành ngực được sử dụng để quan sát động mạch chủ trong chẩn đoán tách thành động mạch chủ. Ở hình A đây là mặt cắt trục dọc cạnh ức trái. Hình B là hình trục dọc cạnh ức phải. Cái hình A này thì quen thuộc rồi, không phải giới thiệu lại với các bạn nữa. Ở đây có bốn cái vị trí chúng ta hay đo kích thước động mạch chủ, thì đến cái phần phình động mạch chủ mình sẽ trình bày lại. Với trục dọc cạnh ức phải thì các bạn có thể quan sát đây là thất trái, đây là van động mạch chủ, đây là gốc động mạch chủ, đoạn đầu động mạch chủ lên, đoạn giữa và một phần đoạn xa. Thế với nếu mà chúng ta thấy là gì, ở mặt cắt trục dọc cạnh ức trái thì cái phần đoạn xa của động mạch chủ lên là cái phần gần như điểm mù, là cái phần hạn chế của cái mặt cắt này, thì chúng ta có thể phối hợp với cả cái mặt cắt trục dọc cạnh ức phải để chúng ta quan sát được tốt hơn cho cái động mạch chủ lên. Tuy nhiên là với cái mặt cắt này, thế hai mặt cắt này là các bạn phải rất chú ý để loại trừ những cái mà cái nhiễu do cái bóng xương sườn. Mặt cắt thứ ba chúng ta hay dùng mà rất quan trọng trong chẩn đoán các bệnh lý về động mạch chủ, đấy là mặt cắt trên họng ức, cố gắng bộc lộ được gì là đoạn đầu của động mạch chủ lên, toàn bộ quai động mạch chủ và một phần đầu của động mạch chủ xuống, cũng như một số các cái thân động mạch nuôi não. Mặt cắt tiếp theo ở đây là mặt cắt hai buồng check động mạch chủ, hai buồng từ mỏm check động mạch chủ. Các bạn có thể nhìn thấy đây là gì ạ? Nhĩ trái, thất trái, đây là động mạch chủ ngực, đoạn trong ngực. Thế. Và ở đây là mặt cắt dưới mũi ức, chúng ta quan sát thấy đoạn đầu của động mạch chủ lên và cái đoạn động mạch chủ bụng. Nếu mà chúng ta nhìn khi mà chúng ta quét để lấy được cái này thì tức là chúng ta sẽ rời từ cái mặt cắt ở dưới mũi ức nhìn thấy tim, chúng ta check sang bên phải để nhìn thấy hai cái động mạch này, hai đoạn động mạch này. Với siêu âm tim qua thực quản thì siêu âm tim qua thực quản có cái độ nhạy cũng như độ đặc hiệu nó cao hơn so với siêu âm thành ngực rất nhiều và nó rất giá trị trong chẩn đoán tách thành động mạch chủ. Thế với những cái trường hợp bệnh nhân không ổn định, ví dụ như là bệnh nhân đang sốc
hoặc là có suy thận, chúng ta không thể chỉ định chụp được CT động mạch đó tiêm thuốc cản quang, thì khi đó xuyên qua thực quản là cái phương pháp rất rất quan trọng và có cái giá trị chẩn đoán rất cao. Thế tuy nhiên là nó có cái yêu cầu là gì ạ? Xương thực quản của nước ngoài là người ta khác với mình, người ta đi người ta gây mê. Thế người ta gây mê toàn bộ cho bệnh nhân an thần đầy đủ. Thì khi đó là gì? Để tránh những cái kích thích cho bệnh nhân. Chúng ta, nếu mà các bạn đã từng làm xương thực quản rồi, chúng ta thấy là nếu mà chúng ta không an thần cho bệnh nhân đầy đủ, không gây mê tốt, thì khi đưa đầu dò vào qua miệng bệnh nhân để vào thực quản, bệnh nhân kích thích rất nhiều. Với những trường hợp mà tách thành động mạch chủ, có huyết áp đang rất cao, nếu chúng ta gây thêm một cái kích thích như thế nữa thì có thể gây ra cái nứt vỡ của động mạch chủ. Mặc dù trên thế giới những cái nghiên cứu người ta nói là cái với những cái trường hợp mà có gây mê an thần đầy đủ làm xương qua thực quản thì tỷ lệ mà nứt vỡ trong quá trình làm xương qua thực quản nó khoảng dưới 1%, tuy nhiên cũng có xảy ra. Thế cho nên là chúng ta biết được cái điều đó, khi chúng ta thực hiện xương thực quản với những cái bệnh nhân nghi ngờ phình tách động mạch chủ, chúng ta thứ nhất là cho an thần, thứ hai là kiểm soát huyết áp thật tốt trong toàn bộ quá trình làm xương. Thế và các vị trí mà chúng ta quan sát trong xương qua thực quản thì thứ nhất là ở mức thực quản giữa cao, chúng ta đi chúng ta sẽ quan sát được ở cái trục dọc và quan sát động mạch chủ lên, chúng ta đưa hơi đưa lên cao một chút ở vị trí khoảng độ gì 30-60 độ, 120-150 độ thì chúng ta sẽ quan sát được cái động mạch chủ, gốc động mạch chủ và đầu động mạch chủ lên. Thế nếu mà chúng ta đi chúng ta quay trở lại với cả cái góc là khoảng 30-60 độ ở trục ngắn thì chúng ta sẽ cắt qua van động mạch chủ và chúng ta sẽ quan sát được gốc động mạch chủ. Ở đây là mặt cắt trục dọc ở cái 120-150 độ. Còn ở đây đây là khi mà chúng ta đi chúng ta đưa về không độ và kéo lên, trong quá trình chúng ta kéo ra chúng ta sẽ cắt được quai động mạch chủ. Với động mạch chủ ngực thì khi mà chúng ta từ cái mặt cắt trục dọc cạnh ức mặt cắt bốn buồng xin lỗi với mặt cắt bốn buồng ở mức thực quản giữa, chúng ta lật xoay tay về phía đằng sau để ở mức không độ chúng ta sẽ cắt ngang qua động mạch chủ toàn cắt ngang qua động mạch chủ ngực. Và nếu khi chúng ta xoay 90 độ chúng ta sẽ cắt dọc qua động mạch chủ. Thì khi mà chúng ta đánh giá động mạch chủ, nghi ngờ tách thành động mạch chủ, chúng ta phải đi trải qua tất cả các mặt cắt như thế này, được mặt cắt trục dọc động mạch chủ ở 120 độ đến 150 độ, trục ngắn 0-30 độ, sau đó chúng ta gì lật tay về phía sau, cắt động mạch chủ, cắt ngang qua động mạch chủ và xoay 90 độ để cắt dọc. Trong quá trình rút ra chúng ta xoay hơi xoay ngược lại một chút thì chúng ta sẽ lấy được quai động mạch chủ. Chúng ta phải chú ý là gì, là có cái trên xương thành ngực, trên xương qua thực quản cũng do cái hạn chế về góc quay của đầu dò, thế cho nên là có một cái vùng mù mà ở nằm ở tận xa của động mạch chủ lên trước thân vị trí cánh tay đầu. Cái vị trí này thì chúng ta có thể phối hợp, thứ nhất là xương thành ngực, hoặc nếu mờ quá thì chúng ta có thể bắt buộc là phải sử dụng CT. Bây giờ để chẩn đoán tách thành động mạch chủ, một trong những cái dấu hiệu vết rách nội mạc. Thế vị trí cái đường vào của vết rách nội mạc là một trong những cái dấu hiệu quan trọng để chúng ta đánh giá, nó vừa cho phép thứ nhất là chẩn đoán tách thành động mạch chủ, thứ hai là cho phép trong cái việc can thiệp thì các bác sĩ rất quan tâm đến cái vị trí lỗ đổ vào. Thế thì người ta nhận thấy là phần lớn các trường hợp cái vết rách này nó sẽ nằm ở thành bên của động mạch chủ nhưng mà về bên phải, tức là trong cái quai động mạch chủ như thế này thì cái thành bên về bên phải là cái nơi mà chịu áp lực đầu tiên của cái dòng máu xối vào, cho nên đến 65% các cái trường hợp là cái lỗ đổ cái đường vào của vết rách nó sẽ nằm ở đó, từ cái vị trí của xoang vành kéo lên khoảng độ 3 cm đến 65% là các trường hợp nó sẽ rách ở đó đầu tiên. 10% thì người ta thấy là rách ở quai động mạch chủ và 10% còn lại thì người ta thấy là ở động mạch chủ xuống. Thế thì khi mà chúng ta đi chúng ta nhìn thấy vết rách nội mạc như này, chúng ta phải mô tả được là gì? Chúng ta thấy vết rách nó bắt đầu từ đâu, nó kéo từ đâu, ví dụ có xuất hiện ở động mạch chủ lên hay không, có lan lên quai không, xuống động mạch chủ xuống không, có lan vào các cái nhánh mạch khác không, ví dụ như là các động mạch nuôi não và các động mạch tạng. Thế rồi thì vị trí tương ứng của động mạch vành với cả cái vết rách này như thế nào, vết rách này nó sát với động mạch vành hay là nó lách vào động mạch vành hay là cách động mạch vành nào đấy bao nhiêu cm. Thế
Và một điều nữa là các động mạch này nó xuất phát từ lòng thật hay lòng giả. Khi mà chúng ta đi, chúng ta xác định cái vết rách nội mạc thì việc đầu tiên chúng ta phải phân biệt với các cái nhiễu tín hiệu hay gọi là artifact. Thế thứ nhất đấy là như vừa nãy có nói các bạn, ở các mặt cắt cạnh ức thì rất hay bị vướng cái xương sườn. Thế người ta thấy ở trong động mạch chủ lên có một cái vệt trắng thì đấy là vết rách nội mạc hay là cái bóng xương sườn. Thì chúng ta có thể là gì, chúng ta quan sát trên nhiều mặt cắt, chúng ta nghiêng đầu dò để xem là gì, là khi mà các cái cấu trúc giải phẫu của động mạch chủ nó thay đổi thì cái vết đó nó thay đổi có tương ứng cùng nằm ở trong cái lòng động mạch nó thay đổi không. Thế đồng thời là chúng ta có thể sử dụng siêu âm TM. Mọi người thấy đây là gì, trong một trường hợp người ta nghi ngờ là tách thành động mạch chủ, cái vết rách nội mạc hay là cái bóng xương sườn, người ta cắt TM qua cái động mạch chủ, đoạn động mạch chủ lên đó, thì người ta thấy là gì, có cái hình ảnh một cái lật phật ở giữa lòng động mạch chủ. Thế trường hợp này thì nó sẽ khác với cả cái bóng xương sườn. Bóng xương sườn thì ít khi nó gần như không thể là gây ra một hình ảnh cố định thay đổi theo cái mà chu chuyển tim như thế này. Thế ngoài ra thì còn có những cái như là các cái cateter hoặc điện cực dị vật ở trong lồng ngực. Thế với cả cateter điện cực dị vật thì siêu âm thành ngực nó ít bị nhầm lẫn, nhưng siêu âm thực quản thì có thể bị nhầm lẫn với cả các cái vết tách. Thế ngoài ra một cái dấu hiệu thứ hai để chẩn đoán tách thành động mạch chủ rất quan trọng, đấy là dấu hiệu lòng giả và lòng thật. Thế thì thế nào, làm thế nào phân biệt trên cái hình ảnh siêu âm đâu là lòng giả và đâu là lòng thật? Nếu mà những cái trường hợp mà chúng ta nhìn thấy vết rách như thế này, thế thì bây giờ thì hoặc là hình ảnh vết rách như thế này đấy, một cái vết nội mạc nó nằm ngang bắt ngang như thế này, thì chúng ta phân biệt được thế nào là lòng thật và thế nào là lòng giả? Người ta thấy có một số cái đặc điểm để phân biệt giữa lòng thật và lòng giả như thế này. Về kích thước thì thường là lòng thật nhỏ hơn lòng giả lớn hơn, do cái tính chất về áp lực dòng chảy nó xối vào nó mở lòng giả ra. Thứ hai là về tính đập, thế tức là về cái đập theo nhịp tim, thì nếu mà lòng thật thì nó sẽ gọi là nó có vẻ nó giãn ra trong thủy tâm thu, nhưng lòng giả thì trong thủy tâm thu thì nó sẽ bị đè ép lại. Thế ngoài ra nữa là còn về theo cái hướng dòng chảy, chúng ta đi chúng ta thấy bất được tín hiệu màu hoặc là tín hiệu sung ở cái lòng đó, thì chúng ta sẽ thấy là ở lòng thật thì có một cái mà gọi là gì, theo cái chiều của dòng chảy trong thủy tâm thu. Thế nhưng mà nếu mà lòng giả thì có thể là nó cũng cùng là có một cái dòng chảy theo thủy tâm thu, nếu chúng ta bắt ở cái dòng cái vị trí chúng ta đặt cửa sổ màu hoặc là cửa sổ đốt len nó nằm ở dưới của cái vị trí vết rách, thì khi đó dòng chảy nó vẫn đi dọc xuống, đúng không ạ, thì nó vẫn là theo cái chiều của theo cái chiều dòng máu theo trong thủy tâm thu. Tuy nhiên nếu chúng ta bắt ở phía trên của cái vết rách thì khi đó là gì, là có cái hình ảnh là ngược lại. Thế hoặc đôi khi là gì, là do huyết khối, thế thì hoặc là ấy, do huyết khối nó đã bít rồi, hoặc là do cái lòng thật gần lòng giả gần như là ép toàn bộ lòng thật, thì gần như chúng ta không còn thấy tín hiệu dòng chảy ở bên trong lòng giả nữa. Thế còn một cái dấu hiệu nữa là dấu hiệu thông thương giữa hai động mạch. Thế đây là một trong những cái hình ảnh là cho thấy dấu hiệu thông thương giữa hai lòng mạch, tức là chúng ta tìm được cái vị trí vết rách, và ở cái vị trí vết rách đó thì cái tín hiệu màu hay tín hiệu sung sẽ cho thấy là cái dòng chảy nó đi từ đâu ra, thì luôn luôn nó sẽ đi từ dòng thật đi sang dòng giả. Nếu trong các cái trường hợp ở nước ngoài, người ta cần có thể sử dụng phương pháp gọi là siêu âm cản âm để đánh giá tách thành động mạch chủ, thì người ta sẽ thấy là gì, lòng thật do cái áp lực của dòng chảy của dòng máu, cho nên là cái mật độ cản âm nó sẽ xuất hiện rất nhanh và nó rất là đậm, nó nhanh xuất hiện. Tuy nhiên là với lòng giả thì do cái lưu lượng dòng chảy, do cái tính chất dòng chảy, cho nên là nó sẽ lại là chậm hơn và nó mờ nhạt hơn. Thế đôi khi chúng ta có thể thấy được những cái dấu hiệu gì, là dấu hiệu gọi là âm cuộn tự nhiên ngay bên trong cái lòng giả đó, hoặc là huyết khối. Thế thì ngoài ở trên siêu âm tim thì chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta chẩn đoán tìm các cái dấu hiệu tách vết rách nội mạc, rồi thì tìm cái dấu hiệu lòng thật lòng giả, thì chúng ta bắt buộc cái vai trò của người làm siêu âm tim là chúng ta còn phải đánh giá các biến chứng của tách thành động mạch chủ. Đầu tiên là chúng ta, nếu mà với những cái trường hợp mà tách thành động mạch chủ tiếp A, chúng ta phải phát hiện là có hở chủ hay không. Thường những cái trường hợp này sẽ là hở van động mạch chủ cấp. Các cơ chế của hở van có thể là gì? Là do giãn lồng van,
Khi mà tách thành nó nếu mà nhất nhờ những cái trường hợp tách toàn bộ quanh động mạch chủ, gốc động mạch chủ, nó sẽ làm giãn thùng van ra. Khi đó là gì? Sẽ gây ra hở van vì lá van đóng không kín. Ngoài ra thì có thể là gì? Ở đây các bạn thấy là gì? Là nó khi mà tách xuống thì cái vết rách nội mạc nó có thể đè ép cái lá van, gây ra là cái điểm yếu của lá van trên vòng van, nó không làm cho lá van nó không thể đóng lên được nữa, nó sa hẳn xuống. Thế còn hoặc là nữa là gì, là nó gây ra tách, nó đẩy cái lá van ép về một bên, thế thành ra là đây đây là cái phần mà đây gốc của cái vòng van đây, thì nó đẩy nó ép về một bên, thành ra là khi đó là lá van không thể đóng được. Đây là ba cơ chế chính gây ra hở chủ trên trong cái tách thành động mạch chủ. Thế một cái biến chứng nữa mà chúng ta phải phát hiện trên siêu âm thì đấy là giả phình động mạch chủ hay là tụ máu quanh động mạch chủ. Nếu mà có cái giả phình động mạch chủ hay tụ máu trong động mạch chủ thì chứng tỏ là động mạch chủ này nó đã vỡ một lần. Thế hiện tại đến cái thời điểm chúng ta làm siêu âm là cái vị trí vết vỡ vỡ ra ngoài thành tự do, nó đã tạm thời nó cầm máu. Thế có thể bằng gì, là cái hình ảnh giả phình, thế hoặc là cái những cái huyết khối của cái máu nó chảy ra nó bám nó tụ lại. Thế nhưng mà những trường hợp ý là phải chúng ta phải chỉ định phẫu thuật tối cấp, tại vì làm sao cái nguy cơ vỡ thì hai là rất rất cao, thế bệnh nhân nguy cơ tử vong rất cao. Thế chúng ta có thể phát hiện những cái rối loạn vận động vùng do nhồi máu cơ tim. Ở đây thì cái cơ chế của nhồi máu cơ tim là do gì? Cái thứ nhất là hay gặp nhất là do cái vết rách nội mạc nó ép vào cái lỗ vành. Thế thì khi đó không còn tưới máu vành, nó gây ra một cái tình trạng rối nhồi máu cơ tim cấp. Thế ngoài ra thì cũng có thể là gì, là do cái huyết khối nó lan xuống nó gây ra vết lỗ vành, nhưng phần lớn các trường hợp là do cái vết rách nó ép vào nó gây ra nhồi máu. Những trường hợp mà có thể ngoài cái chuyện mà chảy máu ra ngoài thành tự do còn có tình trạng gọi là thấm dịch, thì cứ gây ra tràn dịch màng tim và ép tim cấp, thế hoặc là tràn dịch màng phổi. Thế một cái biến chứng nữa mà chúng ta thấy là như vừa nãy nói, là khi mà chúng ta phát hiện vết rách chúng ta phải nhìn vào các cái nhánh mạch khác, nhánh mạch nơi não và nhánh mạch tạ để xem có tách vào các nhánh mạch đó hay không. Cái thể thứ hai trong cái hội chứng mạch vành cấp đấy là tụ máu trong thành động mạch chủ. Thì ở trong cái hội chứng mạch vành cấp này thì cái tụ máu trong thành động mạch chủ chiếm khoảng 15% các trường hợp. Nguyên nhân thì thường là do cái chảy máu các mạch máu nhỏ ở trong thành động mạch chủ. Ở đây các bạn nhìn thấy là gì? Đây là cái lớp ngoài, cái lớp áo ngoài của động mạch chủ, và đây là lớp áo trong. Giữa lớp áo ngoài lớp áo trong thì có một cái phần huyết khối bao quanh. Thế thì dấu hiệu làm nào chúng ta chẩn đoán đây là tụ máu trong thành động mạch chủ? Thì đầu tiên chúng ta phải thấy là gì? Nội mạc toàn vẹn, không có cái dấu hiệu rách nội mạc. Chúng ta không phải chỉ cắt ở một lát mà chúng ta phải quét toàn bộ trên dưới và cố gắng quan sát càng nhiều đoạn động mạch chủ càng tốt, và chúng ta không thấy, hoàn toàn không thấy có vết rách nội mạc. Thế thứ hai là có cái tình trạng dày đồng tâm hoặc lệch tâm của động mạch chủ, mà cái bề dày này ít nhất từ 5 mm trở lên. Và thứ ba là gì, khi chúng ta cho cửa sổ Doppler màu hoặc Doppler xung vào, chúng ta hoàn toàn không thấy có tín hiệu dòng chảy bên trong. Thế và chúng ta cần phải phân biệt giữa một cái tụ máu trong thành động mạch chủ với cả những cái trường hợp mà tách thành động mạch chủ mà có huyết khối toàn bộ. Thì khi đó là việc đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy có cái lớp rách nội mạc. Cái lớp rách nội mạc đó nó nhìn hoàn toàn nó khác với cả cái tính chất trơn nhẵn của cái lớp áo trong của động mạch này. Thế và cái thứ hai nữa là chúng ta phải phân biệt với cả loét mảng xơ vữa động mạch chủ, tức là cái thể thứ ba trong hội chứng mạch vành cấp. Ở đây là một cái hình ảnh của loét mảng xơ vữa động mạch chủ, hay là có một số tài liệu người ta gọi là loét xuyên thấm động mạch chủ. Thế thì để làm nào để chẩn đoán được cái loét mảng xơ vữa động mạch chủ, thì trong sách vở người ta luôn nói một cái dấu hiệu kinh điển là dấu hiệu miệng núi lửa, hay là cái lỗ đổ vào của cái miệng, cái vết loét trên nền cái mảng xơ vữa như thế này, nó có một cái vết loét ăn sâu và xuyên qua toàn bộ cái phần của mảng xơ vữa đến sát cái thành động mạch chủ. Thế, một cái dấu hiệu rất quan trọng là thứ nhất là chúng ta phải nhìn thấy cái lớp vỏ nội mạc dày, và nếu mà có cái dấu hiệu canxi hóa trên cái lớp vỏ nội mạc đó thì đấy là một trong những cái giá trị chẩn đoán, dấu hiệu có giá trị chẩn đoán rất tốt để chẩn đoán loét mảng xơ vữa phân biệt với máu tụ. Loét mảng xơ vữa này thì nó cũng có một cái nguy cơ, vì cái lớp áo ngoài của động mạch chủ rất yếu, cho nên nó có nguy cơ gây ra phình và giả phình của động mạch chủ rất cao. Về hình ảnh giải phẫu bệnh thì ở đây các bạn sẽ thấy là gì, đây hình A, đây là cái hình cắt ngang qua cái vị trí loét mảng xơ vữa động mạch chủ.
Thì đây là cái lớp áo trong của động mạch chủ. Thì chúng ta thấy có một cái vết loét ở đây. Đây là cái vùng loét. Thế nhưng mà nếu mà tụ máu trong thành động mạch chủ thì toàn bộ cái phần của nội mạc này nó liên tục, không hề có nứt, là vết nứt hay là vết gián đoạn. Còn ở dưới là hình động mạch chủ bình thường với lớp áo trong, áo ngoài nó liên tục và không có những cái cấu trúc bất thường ở giữa hai lớp. Vậy thì siêu âm tim, tóm lại siêu âm tim trong tách thành động mạch chủ thì chúng ta sẽ chẩn đoán những cái gì? Chúng ta sẽ cần phải tìm những dấu hiệu gì? Đầu tiên là để chẩn đoán thì với tách thành động mạch chủ chúng ta phải nhìn thấy vết rách nội mạc và dấu hiệu lòng giả lòng thật. Những cái dấu hiệu thứ phát thứ hai mà chúng ta có thể tìm thấy đấy là gì? Là vị trí của lỗ vào hoặc là những cái mà vị trí thông thương, có thể không phải lỗ vào nguyên phát mà gọi là khi mà dòng máu đi vào nó gây ra rách thứ phát ở một cái vị trí ở dưới của cái vết rách đó, thì khi đó nó sẽ là cái lỗ đổ ra thứ phát. Thế và cái chúng ta còn phải tìm nữa là gì? Là những cái biến chứng của tách thành động mạch chủ cấp, như là ví dụ hở chủ cấp tính này, rồi thì nó đi nó gây ra gọi là thiếu máu tạm, ra chèn ép vào các cái nhánh mạch này, ví dụ như là hoặc là chèn ép mạch vành gây nhiều máu cơ tim rồi các cái nhánh mạch lớn. Thì chúng ta phải tìm và đánh giá xem là có tràn dịch màng tim hay không, mức độ tràn dịch đến mức độ nào, và cái dấu hiệu của vỡ thành tự do động mạch chủ đấy là gì? Là có tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi, thế và có tụ máu ở trong khoang trung thất. Với những cái trường hợp mà tụ máu ở thành động mạch chủ thì như vừa trình bày rồi là các bạn sẽ thấy là cái thành động mạch chủ nó dày trên 5 mm, có thể là đồng tâm hoặc lệch tâm. Những cái dấu hiệu gián tiếp thì là gì? Là khi đó chúng ta sẽ thấy là ở trên tức là các lớp vỏ nội mạc vẫn trơn nhẵn, thế và nó ngược với cả các cái dấu hiệu sơ vữa sần sùi canxi hóa của lách thành động mạch chủ. Thế rồi thì cũng có thể là những một số trường hợp do cái tính chất mà cản âm của chúng ta cũng có thể thấy một cái vùng mà nó hơi bị giảm âm. Thế nhưng mà khi mà chúng ta xoay đổi vị trí thì chúng ta sẽ không thấy có cái vết gọi là chống âm như trong vùng lách động mạch chủ. Chúng ta phải xác định cái vị trí. Thế vị trí của cái tụ máu đó, rồi thì chúng ta cũng gọi là phân loại tụ máu theo cái phân loại của tách thành động mạch chủ và có tìm các thứ dấu hiệu xem có nứt vỡ động mạch chủ hay không. Thế với cả loét động mạch chủ thì như vừa trình bày ở trên thì chúng ta cũng đi tìm các cái dấu hiệu chẩn đoán gián tiếp và các cái biến chứng tương tự. Thế thì bây giờ trên lâm sàng khi chúng ta nghi ngờ một bệnh nhân có tách thành động mạch chủ thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì nếu mà chúng ta có nghi ngờ ở đấy, nếu mà bệnh nhân có đủ điều kiện để chụp CT, chúng ta đã, thứ nhất là chúng ta không có chống chỉ định chụp CT, tình trạng bệnh nhân ổn định thì chúng ta cho chụp CT. Khi đó chụp CT sẽ là gì? Một trong những cái là lựa chọn đầu tay để chẩn đoán chính xác là có tách thành động mạch chủ hay không. Chúng ta sẽ đồng thời chúng ta phân định được là tiếp A hay tiếp B. Thế nếu mà là tiếp A thì chúng ta vẫn tiến hành siêu âm tim thành ngực để chúng ta đánh giá những cái gì ạ? Những cái biến chứng kèm theo. Thế thì và nếu mà khi đã khẳng định là tiếp A và đánh giá đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ cho đi phẫu thuật, và nếu mà có thể thì chúng ta sẽ thực hiện siêu thực quản ngay trong lúc phẫu thuật. Thế ngay tại phòng phẫu thuật. Nếu mà với những trường hợp tiếp B thì chúng ta cũng có thể là gì? Là phối hợp thêm với siêu thực quản để đánh giá xem là ngoài ra là còn có những cái dấu hiệu gì khác không. Thế và nếu mà trong những cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ, thế tức là CT chụp lên rồi nhưng mà vẫn chưa rõ đây có phải là tách thành động mạch chủ hay không, thực tế là trong những cái trường hợp mà gì, là nếu mà huyết khối toàn bộ cái lòng giả rồi thì cũng rất là khó để phân biệt, thì khi đó là chúng ta phối hợp thêm với cả cái hình ảnh trên siêu âm thực quản thì nó cũng giúp cho phân biệt rõ hơn giữa hai trường hợp đó. Thế còn thì trong phần lớn các trường hợp mà chúng ta xử trí ở phòng cấp cứu mà với điều kiện của chúng ta là gì, khi chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có tách thành động mạch chủ hay có hội chứng mạch vành cấp, hội chứng động mạch chủ cấp, thì chúng ta sẽ đầu tiên là gì? Là chúng ta thực hiện siêu âm tim qua thành ngực, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta thấy các cái dấu hiệu để chẩn đoán tách thành động mạch chủ rồi, ví dụ như là gì? Là vết rách nội mạc. Thứ hai là thấy gì ạ? Rồi, thấy gì ạ? Ừ. Rồi,
Thế thế thì lòng giả lòng thật, thế hai dấu hiệu đó sẽ giúp cho chúng ta, nếu mà có dấu hiệu đó rồi thì chúng ta sẽ đi, chúng ta dựa theo vị trí của nó để chúng ta chẩn đoán là tiếp A, tách thành động mạch chủ tiếp A hay tiếp B, hay là tụ máu hay là loét mảng xơ vữa. Và khi đó nếu mà là tiếp A thì chúng ta cũng lại chỉ định cho bệnh nhân phẫu thuật, phần được nếu có thể thì chúng ta sẽ làm siêu thực quản ngay trong phòng phẫu thuật. Với tiếp B thì chúng ta có cũng thế, chúng ta lựa chọn siêu thực quản hoặc CT để đánh giá kỹ hơn. Thế còn nếu mà trong trường hợp nghi ngờ thì chúng ta cũng lại phải cần đến những các phương pháp chẩn đoán hình ảnh cho cái giá trị chẩn đoán cao hơn. Thế đấy là những cái phác đồ chúng ta thực hiện khi chúng ta là chẩn đoán tách thành động mạch chủ. Thế với cả phình động mạch chủ thì thế nào? Thì đầu tiên để chẩn đoán phình động mạch chủ thì hai cái tính chất của bệnh lý này các bạn thấy là hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Một bên là cấp tính, còn cái này thì là gì? Chúng ta có nhiều thời gian chúng ta đánh giá hơn. Thế, thế nhưng mà để chẩn đoán phình động mạch chủ thì việc đầu tiên các bạn phải nhớ được là cái kích thước của động mạch chủ, kích thước bình thường của động mạch chủ. Chúng ta biết là cái kích thước của động mạch chủ nó khác biệt rất nhiều theo lứa tuổi và theo giới. Thế thì để làm nào để biết được một người nặng trong cái lúc làm, biết được người này là có phình động mạch chủ hay không, thì thực ra là không ai nhớ được cái bảng này. Thế thì chúng ta nhớ nhanh với những cái, có 3, có 4 cái vị trí chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất là với gốc động mạch chủ ở vị trí tại xoang van san va, thì nếu mà cứ kích thước trên 40mm hoặc là 21mm trên 1m2 cơ thể thì đấy là giãn hoặc là phình. Thế, thứ hai là với động mạch chủ lên, thì nếu mà đường kính từ trên 36mm hoặc là từ 19mm trên 1m2 cơ thể thì cũng là đường kính đã bắt đầu tăng. Thế và với quai động mạch chủ bình thường là dưới 36mm và với động mạch chủ xuống là dưới 36mm. Tuy nhiên là để cho đảm bảo tính chính xác trong chẩn đoán thì các bạn phải rất rất chú ý cái phép đo, tức là phải vuông góc với vị trí thành động mạch chủ tại vị trí đo. Thế ở đây quay trở lại với cả cái vị trí mặt cắt này thì các bạn thấy là gì? Là đây là một cái vị hình ảnh của động mạch ở chúng ta cắt động mạch chủ ở mặt cắt trục dọc cạnh ức trái. Chúng ta sẽ đo nếu mà qua cái vị trí xoang van sa va thì chúng ta phải đảm bảo vuông góc với hai cái thành động mạch chủ tại vị trí này. Thế ở cái vị trí nối là chúng ta giữa cái vùng chuyển tiếp giữa xoang van sa va và động mạch chủ lên cũng phải đảm bảo vuông góc, và cái đoạn đầu của động mạch chủ lên cố gắng ít nhất là phải từ 2-3 cm trên cái vị trí nối này, hoặc là gì, là càng lấy được xa càng tốt và đo ở cái vị trí lớn nhất. Thế tương quan thì sao cái chuyện mà đường kính của động mạch chủ rất quan trọng, bởi vì người ta thấy là có cái sự tương quan rất là tương đối chặt về cái đường kính của động mạch chủ chúng ta đo được trên siêu âm với cả tỷ lệ sống còn của bệnh nhân sau 5 năm. Thì ở đây chúng ta thấy nếu là gì, là nếu mà đường kính động mạch chủ mà từ 30 cho đến 35 thì tiên lượng sống còn của bệnh nhân khá là tốt. Từ 40 cho đến 59 thì là nó đã giảm hơn, có ý nghĩa thống kê so với cả cái đường kính dưới 35mm. Nhưng nếu mà đường kính động mạch chủ từ trên 60mm trở lên thì sau 5 năm tỷ lệ sống còn chỉ còn xấp xỉ khoảng độ 50 cho đến 60%. Thế thì với cả trường hợp phình động mạch chủ thì như vừa nói với các bạn rồi, thì các bạn sẽ cần phải đo 4 kích thước, 5 kích thước. Thế với cả động mạch chủ lên tại vị trí ở mặt cắt trục dọc cạnh ức thì đầu tiên các bạn sẽ đo đường kính động mạch chủ lên, cố gắng đo ở cái nơi nào nó càng lớn càng tốt, lớn nhất. Thứ hai là ở vị trí nối của động mạch chủ, thứ ba là ở ngang với cả mức xoang van sa va, và thứ tư là tại vòng van. Thế còn một cái vị trí nữa đấy là gì, là ở động mạch chủ xuống. Đoạn đầu động mạch chủ xuống chúng ta sẽ quan sát ở mặt cắt gì ạ? Trên họng ức. Thế và cái đoạn giữa của động mạch chủ xuống hay động mạch chủ ngực thì chúng ta sẽ cắt ở mặt cắt hai buồng chết động mạch chủ. Đấy. Thế trên siêu âm thì chúng ta sẽ cần đánh giá gì ngoài cái việc mà chúng ta đo kích thước của động mạch chủ? Thì đầu tiên là chúng ta phải xem quan sát động mạch chủ, vì cái động mạch chủ này nó có thể là gì? Là chính là cái nguyên nhân gây ra phình giãn động mạch chủ. Thế cái hay gặp nhất là đầu tiên chúng ta phải đánh giá đếm được cái số lượng lá van, vì một trong những cái nguyên nhân hay gặp nhất gây ra phình giãn động mạch chủ là gì ạ? Là bệnh van động mạch chủ hai lá.
Thế với những người lớn tuổi thì ngoài ra nó còn có thể được do gì? Thoái hóa. Với Việt Nam mình thì một cái nguyên nhân rất hay gặp gây ra phình giãn động mạch chủ là các bệnh hẹp van động mạch chủ do thấp. Thế cho nên là chúng ta phải quan sát đến cái tính chất van, và đồng thời chúng ta đo chênh áp qua van để xem mức độ hẹp van như thế nào. Thế và dùng Doppler liên tục, Doppler màu để xem là bệnh nhân này có hở van động mạch chủ kèm theo không, hở kèm theo đến mức độ nào. Ở đây chúng ta điểm qua một số cái hội chứng liên quan đến phình động mạch chủ. Thì những cái hội chứng di truyền mà có liên quan đến phình động mạch chủ thì đầu tiên người ta kể đến là gì ạ? Bệnh van động mạch chủ hai lá. Cái thứ hai chúng ta rất hay gặp là hội chứng mắc phăng. Ở hội chứng mắc phăng thì các bạn đã tương đối quen thuộc rồi đúng không ạ? Thì thường là cái vị trí hay ảnh hưởng nhất là gì? Đúng rồi, gốc động mạch chủ ở vị trí xoang van xoang va. Thế đây là một cái hình ảnh của cái bệnh nhân mắc phăng. Thế thì chúng ta có thể quan sát thấy là gì ạ? Giãn theo cái kiểu như củ hành ấy. Đấy, thì là động mạch chủ lên có thể bị ảnh hưởng hoặc là không. Nhưng mà cái vị trí xoang van xoang va thì giãn rất nhiều, chủ yếu là giãn ở đây. Thế ngoài ra là cái hội chứng Loeys và hội chứng Turner, rồi hội chứng Ehlers. Cách đây khoảng độ một tháng, hơn tháng, chúng ta đã có một cái trường hợp bệnh nhân, cái cháu bé đúng không ạ, bị Ehlers, thì chắc các bạn đi giao ban các bạn cũng đã biết rồi, thấy hình ảnh rồi.